Mọi người ơi, cho mình hỏi là cây ớt này bị làm sao vậy? Mình trồng ớt được rất lâu rồi, nhưng cây ớt nó cứ bị quả héo héo như này là bị làm sao? Đấy, quả màu xanh với quả màu đỏ nó cứ bị héo. Rất nhiều quả héo luôn và nó như là một cái dịch bệnh vậy. Thời gian vừa qua thì mưa rất là nhiều nên là không biết là có phải là do mưa hay không mà quả ớt mình bị héo như vậy. Năm nay bị thất thu rồi mọi người ạ. Đó, đây là một quả xanh cũng bị héo nha mọi người nhé. Quả xanh, quả đỏ và quả non cứ ra hoa có trái là bị héo luôn mọi người ạ. Không biết là tại sao. Rất nhiều trái đã bị héo. Và những trái còn tốt ấy, thì mang đi ăn nó cũng cảm giác nó không được giống như ớt bình thường và nó ăn rất là khó ăn. Năm nay thì mất mùa thật sự đấy các bạn ạ. Không còn gì quả ớt héo khô như này các bạn ạ. Nhưng mà bên trong bên cái hột của nó thì vẫn còn hột nha các bạn nha. Đây thì còn một cây còn nguyên. Nếu mà tất cả được như này thì tốt quá. Và bây giờ mình sẽ phải đi chặt bỏ để trồng rau nha mọi người nha. Thật sự rất là tiếc luôn nhưng mà không biết làm cách nào để mà giữ lại vườn ớt này khi mà vườn ớt không cho thu hoạch mà lố rất là nhiều mọi người ạ. Mình sẽ phải chặt hết để cải tạo lại cái vườn ớt này. Rất là tiếc luôn mọi người ạ. Những cây ớt này vẫn còn cho ra hoa nha mọi người nha. Vẫn còn hoa nhưng mà mình phải chặt bỏ thôi. Khi mà cái dịch bệnh này nó vẫn còn ở trên cây và cứ lan nên là không thể kiểm soát được. Và bây giờ mình sẽ đào củ khoai ở luống ớt nha các bạn nha. Đó. Củ khoai rất là to luôn. Củ khoai này mang về luộc thì đúng được một nồi các bạn. Rất là nhiều khoai luôn. Khoai này ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Mang về luộc luôn thì ăn rất là ngon, rất là ngọt.